đã xảy ra chuyện gì? Nếu như các người thành tâm muốn biết, thì chúng tôi rất sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Musa, Gojiro, chúng tôi là đội tên lửa bảo vệ ngân hà. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi. Là như vậy đấy. Genshin Friends 大紹介。中二少女、キョンシー娘、仙人、貧乏先生術師。えへ。えへってなんだよ！などなど、素敵なキャラが続々登場。新世代オープンワールド RPG、原神。騎士団長代理、御曹司、大富豪、謎多き先生、ニャーテンダー。原神であなたの推しキャラ、見つけよう。新世代オープンワールド RPG、原神。非常食も忘れずに。非常食